điểm này, gai từ bên phải này trước này, nếu đau bụng trên mà ở hơi nó thuộc về dạ dày, được chưa? Dây đây là sẽ hết. Sau đó nếu bụng trên thì ta khóa khớp 3, bấm cái tinh nhau này, móc về phía con cái này này. Này. Đấy, đây là đau bụng trên, đau bụng dưới nhá. Thì đây này, ở cái ngón út này, đấy, bấm ở 21 lần nhá. Nếu xong này làm sang bên chân này, được chưa? Cũng lại bấm mạnh túc này 21 lần này. Đấy. Sau này bấm tinh eo này nhá, để đau bụng dưới này. Đấy. Nhưng nếu giả dụ như đau bụng kinh, con hiểu không? Thì con cứ lấy cái này con trà ở dưới mắt cá này này nhá, mắt cá này này, được chưa? Sau đó là chuyển sang mắt cá này, đảm bảo với con là đau bụng kinh kêu gì cũng hết luôn lập tức nhá. Bởi sao nữa là do cái thận hư của con này nhá, hai nữa cái âm hư nội nhiệt của con này, cái chân nó ra mồ hôi này nhá. Đầm là nó chuyển hóa kém thì bắt đầu không tốt, ra nó nằm nó xuống. Thế lấy cái điểm ức này và điểm rốn này chia ra làm đôi, dây vừa ấn vừa dây ở đây 49 cái, được chưa? Thế sau đó từ cái mép nách này này kéo xuống này, dịch vào trong này chừng khoảng 2 cm này, ngang rốn ra này. Đấy, như thế này, đè một bên, dây một bên 49 cái, xong là đè bên này, dây 49 cái, thì bất kỳ bụng gì cũng hết. Ok.